Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đây là một khu riêng biệt được cho phép tổ chức cắm trại các bạn ha. Cái khu vực cắm trại này là của em mình mở, đọc bát Nam Ngô. Cắm trại này gọi là Camel Camp, cắm trại lạc đà. Bây giờ mà chui vô những cái phòng ốc thì quá thường rồi. Rất là mát mẻ, rất là tự nhiên. Vực cắm trại của Camel này có thể được 9 liều tái tạo năng lượng á, thì lên đây mà mát mẻ, có cái võng này nằm chill là phải nói. Trên này thì rừng không rất là mát. Mới vào chúng ta sẽ có bánh, có trái cây, có trà để mọi người ngồi nghỉ ngơi. Bò giò dê đang được lên lò ha, thơm phức luôn. Đây, những cái đồ này là để lẩu ha. Ô đẹp quá, món bí này là gì đẹp quá nè. Những cái đồ muỗng đũa tất cả mọi cái đều rất là đẹp ha các bạn ha. Nhìn tưởng hoa giả. Đang vét cái sập ra ngoài bờ sông. Các bạn, cái sập này bằng hơi nhưng mà cũng khá là nặng ha. Thôi chào khán giả nha. Hello. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay đổi món chút xíu ha, cho nó mát mẻ chút xíu ha, chứ còn bò sát thì lúc nào nó cũng cần nắng, nắng nóng nó mới tốt. Nhưng mà hôm nay là nghỉ xả hơi, đang là mùa hè. Mình sẽ dẫn gia đình mình, vợ con, đồ này nọ, trời cháu nữa đi du lịch. Thì ở trong miền Nam mình đi lên Đà Lạt là cái thời tiết nó phải nói là nó thoải mái nhất rồi ha. Thì hôm nay là nhà mình sẽ không có ở trong phố, cũng không có ở gọi là quá nhiều xe cộ mệt mỏi nữa. Thì hôm nay mình sẽ đi đi vô cái khu vực Hồ Tuyền Lâm xe. Cái khu vực Hồ Tuyền Lâm ha, để mình cắm trại. Thì hiện nay đang trên cái đường dẫn vô đây. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái khu vực cắm trại khá là dễ thương, khá là đẹp, thơ mộng ha. Đi theo mình. Thì đây là một cái khu riêng biệt được cho phép tổ chức cắm trại các bạn ha. Khu vực này là riêng biệt, trong đây trong gồm villa, rồi có phòng bảo vệ các kiểu nữa. Nói chung là rất là an ninh và rất là đẹp luôn. Đang ở trong một cái rừng thông ha. Những cái cây thông rất là mát mẻ. Ok, mọi người đi theo mình ha. Đây là con đường dẫn vô cái khu vực cắm trại của mình. Ở trong khu vực này nè, có villa cho thuê, cũng có phòng khách sạn nữa, có khá là nhiều sự lựa chọn. Ok, cái khu vực cắm trại này là của em mình mở ha, em mình mở. Vô đọc bát Nam Ngô ha. Đọc bát Nam Ngô. Đấy các bạn, đây là những cái villa cho thuê bên này. À, khá là dễ thương á. Nếu mà gia đình chúng ta mà đi gia đình rồi này nọ, cho các bé nó trải nghiệm chút xíu ha, có đốt lửa trại, có này có nọ, những cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn thì sẽ tốt cho cái sự phát triển cũng như là cái cảm xúc của các bé hơn. Suốt ngày cứ quanh quẩn thành phố, rồi nào là xe cộ, rồi iPad điện tử rồi quá nhiều nó cũng không có tốt đâu. Ok, khu vực đằng trước là khu vực cắm trại của mình ha. Biệt thự đẹp nè. Bên này cũng là villa cho thuê các bạn ha. Nói chung là chưa bao giờ mình lên Đà Lạt mà mình lại chui vô thành phố mình ở cả. Nó cũng rất là đông đúc ha. Đó, trên đó giờ ngay trung tâm là nóng nực luôn rồi. Cho nên ở đây là cái không khí phải nói là rất là mát luôn, rất là đã, xung quanh là rừng cây không. Đó, và yên tĩnh nữa các bạn. Ok, chúng ta vô đây ha. Thì cái khu vực này, cắm trại này gọi là Camel Camp. À, cắm trại lạc đà, đi Đà Lạt cắm trại lạc đà các bạn ha. Cắm trại lạc đà này được mở chắc cũng năm mấy rồi. Lần trước mình đã đi một lần. Thì lần trước là ở cũng xung quanh cái khu vực Hồ Tuyền Lâm này thôi. Lần trước ở khu vực hồ bên kia. Đó, thì sau này mới dọn qua bên này, nó rộng rãi hơn. Đó, và nó cũng an ninh hơn nữa. Đây là cái khu vực cắm trại của mình đó, thấy không? Đây. Thay vì bây giờ mà chui vô những cái phòng ốc thì quá thường rồi. Thời đại giờ là chơi cắm trại ha. Đó. Rất là mát mẻ, rất là tự nhiên. Đây là những cái lều. Thì ở cái khu vực cắm trại của Camel này có thể được 9 lều. Lều lớn, lều nhỏ, có lều cho trẻ con luôn. Bây giờ đi nghỉ ngơi, đi nghỉ dưỡng để gọi là phục hồi năng lượng, phục hồi lại cảm xúc, rồi gọi là tái tạo năng lượng. Thì lên đây mà mát mẻ, có cái võng này nằm chiêu là phải nói khỏe luôn. Rất là refresh lại cơ thể luôn.
Đây là những cái bàn cà phê ha. Tippy đang làm gì đó Tippy? Tippy đang làm gì đó? Thôi đừng làm vậy hư cây con, đừng làm hư cây, đào đất thôi. Làm vậy hư cây, tội. Rồi con đào đất ở dưới thôi. Ok các bạn, đây là khu vực để chúng ta cà phê buổi sáng rồi ha. Còn buổi tối á, các bạn thiếu nhi á, các bạn thiếu nhi khi mà đi với gia đình á, thì đó tận hưởng được những cái không khí, những cái không gian thiên nhiên như thế này á, mình nghĩ là đầu óc các bé nó sẽ phát triển một cách nó lành mạnh hơn, nó đầy đủ hơn ha, hơn là nó bị một phía về mặt công nghệ các thứ nó gọi là nó chiếm. Còn bây giờ bé nó sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hơn. Đây là cái khu vực coi phim hoạt hình đồ buổi tối hoặc là phim gì đó dành cho trẻ con. Chúng ta thể ngồi đây đốt lửa trại nè. Để đây đốt lửa trại ha. Thì người lớn thì có thể nướng bắp, nướng khoai. Trẻ con thì có thể nướng marshmallow. Đó. Có thể nướng marshmallow. Còn ở đây thì chúng ta ngồi coi phim, coi đồ. Đừng có lắc lên, lắc xuống nhiều quá. Thì hôm nay mình đi chơi cho nên người quay phim á là boss của mình ha, vợ mình. Ở phía bên kia sẽ có cái khu vực chèo thuyền nữa. Thì sẽ chở cái này gọi là cái gì quên rồi. Nãy anh mới nói này là cái gì quên rồi. Chở này qua kia chèo. Cái này có dịch vụ cho thuê ha các bạn ha. 400 ngàn. Có hướng dẫn, coi cái gì quên rồi. Hướng dẫn viên. Dẫn các bạn đi chèo 400 ngàn, chèo thoải mái luôn, chèo chừng nào mệt về. Này gọi là cái sập, nhớ rồi. Ở đây là khu vực có thể uống trà, uống cà phê, ngồi ở đây ngắm, bên kia là hai cái lều nhỏ. Okay, cây này là cây ngũ sắc nè các bạn, ngũ sắc ha, bông nó rất là đẹp, nhiều trái, đó. Một cái tiện ích nữa của cái Camel Camp này á, là có toilet riêng các bạn ha. Thì nhiều khi chúng ta đi cắm trại thì các bạn biết rồi, đi cắm trại thì đôi khi cái việc mà nhà vệ sinh rồi tất cả nó hơi gọi là giả chiến một chút xíu, nhưng mà cái nhà vệ sinh của khu vực cắm trại của Lạc Đà thì mình thấy là tương đối ok. Thì tất nhiên là nó không phải giống như trong mấy cái khách sạn sang xịn đồ này nọ, nó đầy đủ tiện ích, nhưng mà đối với cắm trại mà có cái toilet như vậy nó tương đối, nó riêng tư. Cái này là xài riêng của những cái lều cắm trại thôi, của cái khu này thôi chứ không có xài chung ha, thì khá là ok rồi. Đây đây là khu vực hôm nay gia đình mình đi, hai gia đình mình với gia đình của người chị nữa, rồi có mấy đứa cháu đi chơi. Thì đây là hai cái lều lớn, hai cái lều gia đình. Đằng trước thì có một cái khoảng nghỉ để chúng ta có thể ra đây ngồi sinh hoạt đồ ăn uống buổi tối, rất là đẹp ha. Hiện giờ là đang quay buổi sáng, lát nữa sẽ lên đèn đó, ngoan chưa. Này là bodyguard đó, bận áo hoodie đồ đàng hoàng. Ok các bạn, còn khu vực bên này á, là nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh riêng của những khách tới cắm trại ha, không có xài chung. Thì nó tương đối là an toàn nè, sạch sẽ nè, và nó cũng thoải mái nữa. Đây, ở trong đây là có nhà tắm, có nhà vệ sinh đồ này nọ, cho nên là chị em phụ nữ có đi chơi, có đi cắm trại đồ có thể an tâm thoải mái. Thì ở đây là để là bỏ dép bên ngoài, cho nên là thôi mình mất công cởi giày quá, mình khỏi vô ha các bạn ha. Rồi đối với trẻ con á, thì đi rất là thích. Những cái bé của mình á, là đi lần này lần thứ hai rồi. Lần trước đi á, là có những cái hoạt động bên ngoài á, nào là đốt lửa trại nè, coi phim nè, đi lượm củi về để đốt lửa trại nè, rồi lượm trái thông. Nói chung là rất là thích luôn. Đi những cái đèo dốc và trượt đồ, teamwork đồ, tất cả mọi thứ này rất là vui. Các bé nó rất là thích luôn. Thằng Tắc Bi về, ba ơi cho Bi đi lên núi, cho Bi đi lên núi. Rồi còn Luna thì nói là ba con thích đi du lịch kiểu này nè, đi trải nghiệm kiểu này nè, chứ còn đi ở khách sạn con không thích đâu. Thì rất là đúng luôn. Ok các bạn, đây đứng đây để quay cho các bạn thấy cái view của em đứng đây nè, em đứng lên cái lều, đứng lên đây luôn, đứng lên trên luôn.
Ok, các bạn thấy đây là hai cái liều của gia đình mình ha. À, thì nhìn xuống cái view đây là cái view thung lũng rất là đẹp. Đằng trước là cái rừng thông. À, đây là những con cháu của mình đang chơi dưới kia kìa. Lát mình sẽ đi xuống dưới. Đó. Thì đây là hai cái lều của mình nè. À, sẵn đây mình giới thiệu về cái giá dịch vụ ha. Thì ở đây là 1 triệu một khách. À, 1 triệu một khách. Và chúng ta sẽ có ăn sáng nè. À, ăn tối nè. Thì có thịt bò. Nói chung là đồ ăn cũng ngon, cũng cao cấp chất lượng. Buổi sáng thì có cà phê. À, các bạn vừa tới thì sẽ có nước, có bánh. Nói chung là dịch vụ khá là ok. Tối nay lên món mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi. À, thì giờ nhận lều á, ở đây là 4 giờ chiều ha. Thì hiện nay là các bạn đang dọn dẹp cái lều tại khách vừa mới trả ra. À, mình tới hơi sớm, khách vừa mới trả lều thì các bạn đang dọn dẹp bên trong để lát nhóm mình vào. Đó, thì ở đây ngủ nệm á, nệm là có sưởi nha các bạn, rất là ấm áp. Đó, nệm có sưởi đàng hoàng. À, thêm một bạn bodyguard nữa nè, bạn cún nè, rất là ngoan dễ thương. Còn một bạn bu đồ đen nữa, thấy ghét lắm, dễ thương. Ok, bên kia là cái gian bếp nhỏ của điểm cắm trại ha, của cây mồ ha. Bên này có những cái luống rau, các bé có thể ra đây trồng rau, trồng cây đó, rất là dễ thương ha. Phát triển những cái kỹ năng mềm, phát triển về cái kỹ năng gọi là cuộc sống đồ này nọ. Đó, một cái vườn rau mini nhỏ nhỏ ở đây. Wow. À, mình thấy những bạn khác mà lên đây á, chụp hình đồ này nọ, các thứ, làm những buổi tiệc nhỏ nhỏ, sinh nhật. Đối với những đối với gia đình mình hoặc là những nhóm bạn thân rất là đẹp luôn. Ở đây trang trí rất là đẹp ha. Tại đó là lợi thế của chủ nhân của Camo. Đó. Là rất là rành về cái lĩnh vực mà food stylist, cho nên là decor trang trí mọi cái rất là đẹp. Ok, chúng ta đi sâu sâu xuống đây ha. Thì các bạn thấy liều nó cắm trại theo cái trường dốc. À, chúng ta đang đi xuống dốc. Hello Nhiếm, nãy giờ làm được gì rồi? Có đi lụm được gì chưa? Hả? À, đây là cũng là một cái chỗ cắm đốt lửa trại nữa các bạn ha. Lát mình sẽ đi lụm củi. Coi chừng té nha con. Này là cái gì quên rồi? Này trường sinh tử đúng không ta? Này là cái gì quên rồi? Hương thảo hả? Nghe nói này chống mũi hả? Đó, này là cây hương thảo hả các bạn ha? Đó, bên này là dương sĩ nè. Những cái khu rừng mà nó có nhiều độ ẩm đồ này nọ thì nó sẽ có những cái cây dương sĩ rất là đẹp. Các bé đi có thể khám phá về cái thực vật đồ này nọ các thứ. Ai lụm được mấy quả thông? Con lụm được mấy quả rồi. Wow, đi lụm được nhiêu đây á hả? Có nhiều đó à. Có nhiều đó hả? Chưa, bên kia còn một cái rừng thông to nữa. Nếu mà mình đi qua kia là còn nhiều nữa. Đây là chiến lợi phẩm của các bạn nhỏ nè các bạn. Này của ai lụm vậy? Nhiếm gấu cùng lụm hả? Ồ, chiến lợi phẩm nè. Rất là dễ thương ha, trái thông đây các bạn. Đâu mất tiêu rồi. Rồi. Ở đây mà sống ảo là phải nói là cũng ảo lắm nha các bạn. Tuyệt đẹp luôn. Ở dưới kia kìa, ở dưới kia lúc trước là đi xuống chơi được, nhưng mà mấy bữa nay mưa quá, đầu cỏ dại nó mọc lên nhiều quá, cho nên là mình xuống thì được, nhưng mà mấy bạn nhỏ thì hơi khó xuống chút xíu. Đó các bạn, em quay lên. Đây, đây là toàn cảnh cái không gian của Camo Camp ha. Những cái liều bự là dành cho gia đình. Đó, chúng ta trước mắt là có 1, 2, 3, 3 cái liều bự dành cho gia đình. Thì cái 4 nữa, 4 bên kia thêm một cái liều bự gia đình nữa. Thì cái liều bự nó có lợi thế là đằng trước nó có thêm một cái khoảng không để gia đình có thể ngồi ăn sáng, uống cà phê, tụ tập, nói chuyện, đồ này nọ. Hàng thuyên, có bắt đèn đằng trước. Buổi tối lãng mạn lắm, lát sẽ có quay buổi tối cho các bạn ngắm ha. Còn những cái liều nhỏ này có thể là đi những đôi bạn với nhau, hoặc là bồ bịch gì đó đi tới đôi thôi. Trên này thì rừng không rất là mát. Ok. Ok các bạn, ngoài trời đang mưa tí tách ha. Thành phố sương mù chuẩn bị lên đèn. Đây. Đây là
cái bàn ngồi ăn uống của gia đình mình ha. Thì mới vào chúng ta sẽ có bánh, có trái cây, có trà để mọi người ngồi nghỉ ngơi. Rất là đẹp ha. Để lùi xa xa cho mọi người coi. Có bạn một con chó nằm ở đây nữa. Đó. Cũng khá là xịn sò ha các bạn ha. Ok. Ngoài trời thì rất là mát mẻ luôn. Thật ra mình đi Đà Lạt á, mình thích mưa nhẹ nhẹ ha các bạn ha. Mưa nhẹ nhẹ thôi. Nó sẽ đúng cái không khí thôi. Hơn mà có nắng. Đây. Mọi người tới nhận liều sẽ có cái bàn để ngồi nghỉ mệt uống trà ha. Đẹp chưa? Thành phố đã lên đèn ha. Ok các bạn ơi, bây giờ đang lên lửa ha. Đang lên lửa để một lát mình sẽ nướng bò. Ngoài bò còn gì nữa không anh? Anh, ngoài bò còn nướng món gì nữa không anh? Rồi anh này anh không nói chuyện à, anh cay lắm. Ghẹo đó thôi, mày em mình. Ok các bạn, chuẩn bị lên nón ha. Có salad nè. Có bò ha, bò xịn luôn. Này là dồi dồi dê hả ta? Dồi dê đúng không? Sao mày cố gắng đừng để cho ướt. Rồi rồi. Dồi dê nha các bạn ha. À, cà rốt, măng tây, dứa, tỏi. Ok. Còn lên món nữa nha các bạn. Ở dưới bếp đang chuẩn bị lên món của mình ha. Rồi, xung quanh bắt đầu lãng mạn. Lát nữa trời nó tối xuống hẳn. Còn lãng mạn hơn nữa ha. Đang mưa lất phất. Quá thơ mộng luôn. Trời hơi se lạnh ha các bạn. Rất là đúng không khí. Có những đợt đi ra Đà Lạt thì trời nó không có lạnh. Còn hôm nay thì sương mù rất là nhiều. Đó, và mưa lất phất. Đẹp quá. Ok các bạn, bắt đầu lên món nướng rồi nha. Đây. Bò giò dê đang được lên lò ha. Thơm phức luôn. Quá ngon luôn. Tươi mà ngon. Ôi, các bạn nhỏ lên đây háo hức cái gì đây? Wow. Đây, những cái đồ này là để lẩu ha. Wow. Ồ, đẹp quá. Món bí này là cái gì đẹp quá nè. Ở trong này là cái gì vậy ta? Chắc súp quá. À, giống bánh lăng tráng miệng ha. Những cái đồ muỗng đũa tất cả mọi cái đều rất là đẹp ha các bạn ha. Chuyên đề co luôn. Này hoa thiệt luôn nè các bạn. Nãy mình nhìn tưởng hoa giả. Rất là đẹp. Này nãy nói là cây gì chị Nga? Cúc nhị xanh hả? Mimosa, cái cành. À cái cành này là mimosa, còn cái cúc khác nhau à. Ok. Ok, có bún này ăn cho ai ăn no là ăn nha. Ủa cái kia rau gì vậy? Rau cái miệng đó, cái cà, cái đó là gì tầm ô? Nghĩ sao cái ghế mà này mà nó cũng cà phá mì ra xịt luôn cái mỏ luôn, sát khuẩn cái mỏ. Ô mi cạp đâu? Cái cạp luôn cái thành ghế nè. À, còn không xịt luôn cái thành ghế rồi cho nó cạp tiếp. Trời ơi. Nó tủi con Kiki mà ba nói đi đừng có gõ ra nó ồn ào mà nó hư cái đũa. Hư cái này. Chén đũa. Nè được. Không, cái này là clean sạch được luôn con. Để cho nó sát khuẩn. Ok, đói bụng lắm rồi nha. Rất là hấp dẫn. Ăn chắc ngon dữ. Bên này còn thêm một phần nữa. Cứ một lèo là để lên một phần như vậy ha các bạn ha. Full bò, full đồ luôn. Đó, chén đũa rồi tất cả chị mọi cái đều là đều đồ đẹp không ha. Toàn là đồ cho cắm trại không ha. Đồ đó khỏi bể chứ không phải gọi là xịn sò gì. Rất đẹp. Không mắc lắm á, máy này mắc lắm á. Ủa dạ mắc rồi đó. Chín người đáng quá hả? Chín người hả?
Good morning mọi người. Tối qua trời mưa cả đêm luôn. Sáng nay vẫn còn mưa lắc rắc ha. Trời rất là mát. Rồi giường thì có nệm sưởi cho nên là ngủ rất là ấm, ngủ rất là ngon luôn. Mình cũng ngủ mới dậy luôn. Bây giờ cả nhà đang ngồi ăn sáng cà phê ha. Đây. Buổi sáng thì ở Caymo sẽ được phục vụ cà phê. Đó rồi cả nhà đang nướng bánh mì. Để một lát nữa sẽ có luôn rồi chứ một lát gì nữa. Gì đó xí mại ha, đặc sản Đà Lạt. Bánh mì xí mại. Này xí mại ha, xí mại nước. Mọi người nướng bánh mì sẽ có ốp la, đó, phục vụ ốp la, trà cà phê đầy đủ. Em bi đó, em bi sao? Em bi cứ cự nữ riết, em bi ho. Đang nướng bánh mì ha bạn ha, sáng nướng bánh mì rất cấm luôn. Thấy chưa, cái tội không có chịu đợi nón mới ho nãy giờ vậy luôn á. Tại nó lạnh cái đầu quá. Ok. Bạn người ghé thăm. Bạn người ghé thăm. Mát lắm các bạn ơi. Buổi sáng rất là thoải mái ha. Nói chung là chỉ một đêm cắm trại thôi. Hưởng cái không khí, không gian bên ngoài rồi này nọ thứ là cảm giác cơ thể mình nó refresh, nhiều ý tưởng hơn. Về nhà là có nhiều ý tưởng hơn để làm việc. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống cái dưới này, cái view rất là đẹp ha. Ngồi chill, cà phê. Đúng ra là sẽ ở dưới kia có cái quầy breakfast ăn sáng ở dưới. Cái view nó rất là đẹp ha các bạn ha. Đoạn lát mình đi xuống nhưng mà trời mưa quá. Ở dưới thì nếu mà trời nắng ráo đẹp á thì sẽ xuống dưới nướng bánh mì rồi chiên ốp la rồi có cái bánh mì xíu mại rồi mình chúng ta sẽ ăn sáng uống cà phê ở dưới. Ở dưới thì không có căng bạt tại vì nếu mà căng bạt thì nó sẽ che mất cái view đi. Thì hôm nay trời mưa cho nên là cả nhà đang ngồi trên cái cái lều của mình để ăn sáng uống cà phê ha. Đó, chứ còn nếu không mà xuống đây sẽ đẹp hơn. Đây mình xuống đây. Đường đi. Này cúc gì nè, đẹp. Đó. Nếu mà đầy che thì mấy cái lều trên sẽ bị mất cái view nhìn đi. Cho nên là ở dưới này là thoáng ha. Nhưng mà trời không mưa mới ngồi được. Đó. Đây là quầy breakfast. Đó, trên đây nếu mà bình thường sẽ bày cà phê đồ này nọ vô. Đây có những cái bếp nè, chúng ta có thể nấu nước sôi ở đây nè. Tất cả những cái phụ kiện ở đây là đều dành cho cái việc cắm trại hết á. Bếp lò các bạn thấy rất là đẹp. Đó, ngồi nhìn cái view rừng thông. Mọi người có nghe cái tiếng chim rừng hót réo rắt không? Rất là dễ thương. Đó. Đó. Không biết các bạn sao chứ mình thì tuổi thì chưa có già lắm nhưng mà cái gu thì nó hơi già. Cái gu khoái yên tĩnh nè. Thái ngồi ngắm cây cối, chim muông, thú vật, không có thích bon chen ồ màu nữa ha. Rồi nhìn xa xa kìa. Đó, nhìn xa xa có ngọn núi đồi thông. Không gian rất yên tĩnh, hầu như là không có tiếng xe. Đó. Không có tiếng xe luôn. Chỉ có tiếng chim nó hót réo rắt rồi gió qua thì lá cây rồi nó xào xạc rồi nó rất là tuyệt vời luôn. Ok bây giờ mình đi ăn sáng nha. Ok các bạn, bây giờ mình đang vác cái sập ra ngoài bờ sông để chèo ha. Ôi cũng hơi phê á.
cũng may là gần gần thôi chứ xa là đuối luôn á. Ok các bạn, cái sụp này bằng hơi nhưng mà cũng khá là nặng ha, khá là cồng kềnh. Ok các bạn, đây là quang cảnh của Hồ Tuyền Lâm ha. Bây giờ thì tới tiết mục là chèo sập ha, mọi người đi theo mình nha, rất là hấp dẫn luôn. Ok, theo lối mòn ha. Đây là sẽ có ba bạn lên chèo với mình, áo phao đầy đủ ha. Rồi tới luôn. Wow, đẹp chưa? Quá là đẹp luôn bên kia rồi các bạn. Nguyên cái rừng thông bên kia kìa. Cái mặt hồ Tuyền Lâm quá đẹp luôn. Ở đó chơi bonsai mình thích làm những cái tiểu cảnh rừng, thích ngắm những cái tiểu cảnh rừng. Nói như vậy á. Si ơi, con dẫn em. Rồi, ok. Ôi trời, ốc quá trời luôn kìa Bi. Đó, ốc quá trời luôn. Rồi để ba bỏ dép ra cái này. Bỏ dép để leo lên thuyền. Để đó, đi đằng xa luôn nha, mình để cao cao lên này. Rồi gom lại chỗ đi Sushi. Rồi Nhiễm bỏ lên đây đi con, mang chân dơ đi, lát con về cũng trước sau cũng rửa mà. Để đây hồi nó cái đường. Rồi ok, Si ngồi xuống luôn, đừng có đứng lên Si, con bò xuống á. Ngồi xuống, bỏ cái cây ra. Con ngồi cái đích con xuống cái đó trước đã, không có đứng lên vậy. Đúng ngồi rồi. Xuống luôn. Ngồi xuống luôn. Ngồi xuống những dùng đầu gối. Rồi, ngồi. Ok, vô vững nha. Rồi, bung hai cái chân ra. Bung qua chân qua hai bên nè. Rồi. Đây. Mặt này nè nha. Ok. Đi nha. Trước mắt cho Sushi chèo đây nè, Sushi biết chèo không? Rồi. Dùng cái này đẩy cho nó qua anh đây. Ok, mình sẽ khởi hành chuyến tàu này nha các bạn. Lên ghe. Ôi, chào khán giả kìa. Hello, mình đi nha. Ôi, mát quá. Ra đâu, có ba vịnh đây mà. Ok, Nhiếm ngồi ngay chính giữa nha con. Ôi. Hello em. Ôi bên kia mọi người câu cá kìa. Đi bên kia. Ôi ôi mát quá. Đưa chân lên. Oh, hello. Ba chỗ kia có nhiều gió. Dạ dưới kia quá nhiều gió luôn kìa. Ba có nhiều rác kìa. À, nhiều rác á hả? Đúng rồi. Dơ quá à. Mọi người phải ý thức hơn, đừng có xả rác xuống hồ làm mất cảnh quan hết. Đó, người mới cầm cái rác trên tay chứ. Ờ, bị cầm cái rác trên tay á, giỏi, cầm rác về mình bỏ thùng rác nha, đừng có xả lung tung nha. Ôi. Ôi. Hello. Được không? Chèo ra đi. Chèo đi. Con muốn quay hướng này thì con quay bên đây thì con chèo bên ngược lại. Ơi ơi, cái rồ rộng thênh thang bao la luôn á, cái view đằng kia đẹp quá trời kìa.
chưa. Bây giờ mình chèo qua tới bên kia luôn nha, chèo qua bên đó luôn. Ê, cố gắng ngồi cân bằng chính giữa, đừng có lệch bên nào á, lệch là nó lật thuyền nha mấy đứa. Ôi đằng kia có bạn chim bay kìa. Ôi, chim bay thấp thấp mặt nước kìa, ướt quần ba hết rồi. Bốn người nặng quá mà. Không, con bây giờ á, con muốn chèo á là con phải coi cái hướng nước nè. Nước đang chảy từ bên kia giờ mình phải quay ngược lại. Mình chèo đi đằng kia là sẽ đi được rất là xa, còn mình đi vậy là mình đi ngược dòng nước á, ngược dòng chảy là chèo rất nặng. Ok. Xiềng chưa đó. Nó chừng vô bờ luôn bây giờ chứ xiềng. Ok, bây giờ mình sẽ đi bên này. Trời ơi, bên này phải nói là cái cảnh đẹp, cảnh quá đẹp luôn các bạn. Trời ơi, đằng kia kìa, núi kìa, những cái rừng thông bát ngát mà. Lạnh quá hả? Thọc chân xuống nước thử coi. À, lạnh quá. Ok, chúng ta phải bảo vệ được những cái cánh rừng mà nó bạc ngàn cây như vậy nè, nó mới đẹp được. Đó, chứ còn bây giờ mà khai thác đồ này nọ. Ôi đằng kia có con chim to kìa. Ôi con chim đẹp quá. Con chim nó ở dưới nước nó lạ quá, nó bay quá chim. Ôi con chim nó bay xà xà mặt nước đẹp quá kìa. Đó, phải giữ được những cái cánh rừng như vậy nè các bạn. Khai thác thì nó cũng phải có khoa học, có quy hoạch. Đó, chứ còn mà khai thác mà chọc lóc luôn là nhìn coi như là nát bấy hết. Cảnh vật quá đẹp luôn. Thì cái hồ Tiền Lâm là cũng đang được bảo vệ đó các bạn. Chứ vòng vòng vậy có chèo được không? Đi ba chèo cho. Ôi trời, lúc này đây bị cứng rồi, chèo chưa ra lời nè. Ôi bà ơi. Có chèo được không? Đi ba chèo cho. Rồi con cầm cái điện thoại cho chắc nè. Đang ghi âm á. Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Thôi cái khúc đó hơi cứng. Tự nhiên đấy con chèo ra xong cái nó bị quay ngược vô á, biết không? Con Thành đi ngược luôn. Đúng rồi nè, bây giờ mình coi canh cái dòng nước mình đi nè, mình chèo. Ủa này sâu vậy? Chèo này cái sẽ đi lên kia luôn. Này nó khò mà. Tới đây sâu chưa? Cũng sâu á. Sâu ơi, nhím vớt cái nước này hơi bị trong luôn á. Nước này trong là trong. Ừ thì do nó trong ở dưới rêu đồ mà nó bị sạch chứ. Chứ còn nó như nước không trong nó sẽ là áo bi nâu nâu. Rồi đó tới được ba chân con nè. Nó chèo qua chèo lại. Thấy nó lạp là mình phải chỉnh lại, mình đảo đi. Rồi. Rồi. Ê vô rồi, vô. Ướt quần. Ướt quần. Ừ, ướt lắm nãy trời. Giờ chỉ mới ướt á. Giờ đang ướt nè. Nãy phải đúng rồi, phải đổi đôi quần mới đúng, tự nhiên chơi mà phải thấy đi luôn. Trời ơi, coi thôi. Bước dép luôn. Sao mình cứ mình chèo vô đi. Thôi không muốn chèo ra ngoài kia cái đã. Chèo đâu? Ra ngoài. Để chèo vô đi, chèo vô ra lại. Không chịu vô hả? Hồi nãy giờ hồi nãy chịu vô. Ê mọi người kìa, mọi người kìa. Giờ không chịu vô. Đâu mọi người đâu? Đó. Đó bên kia đó. Ừ. Phải không? Đó kia, đúng rồi, phải. Ê ê ê ê ê ê. Ngồi im, ngồi im, ngồi im, ngồi im. Ngồi im. Giữ thẳng xéo qua đây nè. Đừng có lắc nữa, lắc đừng có hoảng. Lúc cua nó hơi bị nghiêng á. Ba cũ biết vô sao luôn. Đây con biết vô con nhảy xuống bơi vô luôn đi. Nhảy xuống bơi luôn hả? Vô biết bơi không? Đây con vô được nè. Ba con vô cho. Ba đứa cây đây con vô cho. Đây vô đi. Đây. Khoan để tôi quay đầu thôi. Hồi nước cả lũ nước luôn. Bây giờ mình cứ đi quay vòng thôi. Nước xong tắt. Nó nhím 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 hẳn đâu được. Ừ, thiệt nước này đúng xong luôn. Kìa mọi người kia. Không cái nó này là không kìa. Biết vô như thế nào đây nè. Đấy, nãy giờ đang vô mà. Ê,
xong rồi đi ra. Đi ra lại, không muốn đi ra. Ê mấy chị à, sao mấy thấp vậy? Ok các bạn, coi như là kết thúc một ngày cắm trại ở Lạc Đà ha. Lên Đà Lạt cắm trại ở Lạc Đà. Rất là vui vẻ luôn. Đồ ăn rất là ngon. Ngủ cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình nghỉ hè qua một cái điểm khác ha. Rồi bye bye mọi người nha. Ai mà muốn trải nghiệm cái không khí lành mạnh, rồi những cái hoạt động ngoài trời cũng như là gần gũi với thiên nhiên, thực vật hơn thì có thể đến cây mồ cam ha, cắm trại Lạc Đà để trải nghiệm cho các bé nó trải nghiệm. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ nha.